Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel của Trinh. Mọi người thấy là Trinh đang trong cái bộ dạng áo đi tập, là tại vì Trinh chuẩn bị đi tập thật. Trước khi tập thì lúc nào Trinh cũng cố gắng thực hiện cái skincare routine của mình, cũng cố thực hiện ít nhất là 2 bước đã cần thiết và đầy đủ rồi so với cái quỹ thời gian hạn hẹp của mình và so với cái nhu cầu da của mình. Thì 2 bước đó chính là dưỡng da và chống nắng. Đối với chống nắng thì không cần phải nói quá nhiều đúng không? Chống nắng is life. Còn đối với dưỡng da thì Trinh chỉ sử dụng một cái loại sản phẩm duy nhất, đó chính là kem dưỡng ẩm, kem cấp ẩm. Nguyên nhân đó là khi mà mọi người tập gym á thì mọi người sẽ bị kiểu thoát mồ hôi rất là nhiều. Như vậy thì độ ẩm và nước trong da của mọi người nó sẽ bị mất. Nếu mà mọi người không có cấp đủ cái lượng ẩm cần thiết trước đó thì da của mọi người sẽ cảm thấy rất là khô căng và rất là khó chịu. Nhưng mà để chọn được một cái loại kem dưỡng ẩm phù hợp á thì mọi người nên chọn những cái loại mà kiểu nó mỏng nhẹ vừa phải thôi. Tại vì nếu mà mọi người chọn những cái loại kem nó quá là dày thì thứ nhất là khi mọi người tập mọi người đổ mồ hôi ấy, thì nó sẽ rất là nhớt nhát, nó sẽ rất là khó chịu và nó sẽ tăng cái nguy cơ là bít tắc lỗ chân lông, từ đó gây nên mụn thâm nám các kiểu luôn. Nên là buổi sáng thì Trinh sẽ thường lựa chọn những cái loại kem dưỡng ẩm mà có dạng gel. Và đây là một em dạo gần đây Trinh không thể nào sống thiếu được, ngay cả dùng để đi tập gym, trước tập gym, sau tập gym hay là hàng ngày thì Trinh vẫn dùng cái em dưỡng ẩm này. Ta-da! Thì đây là em kem dưỡng ẩm của hãng The Lady. Đầu tiên thì đây là cái packaging bao bì kem dưỡng ẩm đẹp nhất từ trước giờ mà Trinh có, thiết kế gold rất là sang trọng. Cái điểm thứ hai là cái chất của em này, như Trinh nói lúc nãy, nó là một cái dạng gel, nó thấm trên da rất là nhanh và đặc biệt nó tạo một cái cảm giác vô cùng thanh mát, kết hợp với một cái mùi hương giống như là kiểu nha đam á. Buổi sáng khi mà mọi người sử dụng em này xong thì không những da của mọi người mà kiểu tinh thần của mọi người cũng thoải mái, cũng sang khoái hơn. Cho nên đây là một em kem dưỡng mà Trinh không thể sống thiếu, đặc biệt là vào buổi sáng. Này thì không chỉ có công dụng dưỡng ẩm cấp ẩm mà nó có một cái công dụng rất là đặc biệt mà hầu như từ trước giờ Trinh chưa bao giờ thấy qua ở một cái sản phẩm kem dưỡng da nào hết. Nếu mà có thì chỉ là ở những cái sản phẩm đặc trị thôi. Đó chính là cái chức năng trị sẹo rỗ. Bản thân Trinh trộm ví thì Trinh chưa có bị sẹo rỗ, Trinh chỉ có một vài cái nốt rất là nhỏ thôi, chưa có đến mức mà quá là kinh khủng. Nhưng mà Trinh thấy cái chức năng này rất là hay và biết đâu là có bạn nào đó sẽ cần, nên là chắc Trinh sẽ phân tích qua một chút xíu về cái thành phần của em này để giải thích tại sao mà em này lại có một cái khả năng trị sẹo rỗ như vậy ha. Tiên là cái thành phần mà chắc mọi người cũng nghe qua rất là nhiều, đó là pantanol. Thì pantanol là một cái hoạt chất mà có khả năng làm lành, cấp tốc phục hồi lại da khi mà da bị tổn thương. Cái thành phần thứ hai là betain, có khả năng tái tạo da. Đúng không? Khi mà da của mọi người bị sẹo rỗ thì nó sẽ làm liền lại và nó tái tạo cái da mới để bù đắp lại cái phần rỗ mà mình bị mất thịt đi, mất da đi. Theo cũng là một cái thành phần mà giúp đầy lại cái vết thương của mọi người. Thì sẹo rỗ thường là những cái sẹo lõm á, thì cái hoạt chất này có tên là sodium hyaluronate, nó sẽ làm đầy lại những cái vết sẹo đó, giúp cho cái vết sẹo đó nó không còn bị lõm nữa. Thì bên cạnh những cái hoạt chất mà chuyên trị làm đầy sẹo, làm lành vết thương lại, thì nó còn có những cái hoạt chất mà kiểu kích thích sản sinh collagen, tái tạo da, chống lão hóa rất là hay ho. Tiếp theo đó là vitamin E bậc cao để giúp nuôi dưỡng và bổ sung các thể loại collagen trên đời cho da. Chưa hết đâu, còn chiết xuất rau má Centella Asiatica Extract chỉ có một cái khả năng trị thâm mụn, kháng viêm, làm lành vết thương, kích thích sản sinh collagen, mà em này còn có một cái chức năng là làm lành mô da và làm liền lại cái miệng vết thương. Cho nên là những bạn nào mà bị những cái vết thương do sẹo nó cũng sẽ mau lành hơn, nó sẽ mau đầy lại hơn, từ đó thì nó sẽ không có còn lõm rồi nữa. Tiếp theo là một cái chiết xuất lạ hoắc mà Trinh chưa nghe đâu hết và dịch ra tiếng Việt nghe nó cũng rất là vui, cây bạch đầu ông Hàn Quốc. Nó sẽ ức chế cái sự sản sinh và ngăn ngừa nhiễm khuẩn kháng nấm. Chính vì vậy trong cái kem này thì người ta không cần bỏ chất bảo quản vào mà vẫn có thể duy trì được tuổi thọ của kem, đảm bảo được cái chất của kem nó không có bị biến hóa, thật sẽ khích lại lỗ chân lông, hỗ trợ làm lành vết thương và trắng da. Thì mọi người thấy nãy giờ là cái theme chủ đạo của nó toàn là những cái chiết xuất mà có khả năng làm sáng da, kích thích sản sinh collagen, chống lão hóa, trị thâm mụn và đặc biệt là làm đầy lại cái vết sẹo lõm của mình, làm liền lại mô da, làm liền lại cái miệng vết thương. Chính vì vậy mà nó sẽ vô cùng thích hợp cho những bạn nào mà kiểu bị mụn xong rồi để lại sẹo, đặc biệt là những cái sẹo lõm.
nhưng mà chưa hết đâu, trong em này còn rất là nhiều cái thành phần khác như là enzyme có trong trái dứa nè, vitamin K nè và nước ép lô hội. Cho nên là vô hình chung những cái thành phần này nó kết hợp lại, nó bỏ vào trong em kem này á, thì sẽ vô cùng thích hợp cho những bạn nào mà kiểu bị mụn nè, xong rồi để lại thâm, để lại sẹo, đặc biệt là sẹo lõm. Hiệu quả của nó dĩ nhiên là sẽ chậm hơn là mọi người phải tiêm cái gì vào trong mặt, nhưng mà nó sẽ an toàn tuyệt đối hơn và nó sẽ mang lại cái hiệu quả gọi là permanent, lâu dài luôn chứ không phải là trong tích tắc. Đối với Trinh thì Trinh không trộm ví là chưa có bị sẹo rỗ và những cái vết thâm quá là kinh khủng, nhưng mà khi mà sử dụng em này á, thì cái chức năng mà kiểu làm ẩm và căng bóng da, làm cho da đàn hồi hơn thì Trinh có thể thấy rõ ngay lập tức. Chỉ xài trong vòng tầm khoảng 1-2 tuần thôi thì mọi người đã thấy là da của mọi người nó căng mướt hơn, nó bóng hơn, nó kiểu đàn hồi hơn, rất là thích. Và khi mà Trinh đem cái em kem dưỡng này vào trong phòng gym sau khi mà tắm xong mình dùng á, thì cũng có một số bạn mà tập chung với mình thì cũng tò mò thắc mắc thấy cái chai kem này, tại vì thứ nhất là nó quá là đẹp á mọi người, sao mọi người cũng hỏi, cũng tò mò. Và đặc biệt là có những bạn mà kiểu bị sẹo rỗ thật sự luôn, thì các bạn nghe Trinh phân tích qua những cái thành phần đó các bạn cũng rất là thích và các bạn đã mua về dùng thử. Thì tới bây giờ Trinh có nghe nói được những cái phản hồi khá là tích cực, cho nên là Trinh mới quyết định đem em này vào review và phân tích kỹ từng cái thành phần cho mọi người là như vậy. Trời ơi, nãy giờ phân tích xong em kem dưỡng này hết giờ đi tập luôn. Bây giờ còn một ít thời gian thôi, Trinh sẽ nói nhanh qua cái em kem chống nắng là cái bước thứ hai mà Trinh sử dụng. Em này có tên là CNP Tone Up Protection Sun. Em mình đã có review qua trong một cái video về các sản phẩm dưỡng mỹ phẩm thì phải. Thì đây là một cái kem chống nắng có khả năng nâng tông mà Trinh yêu thích trong mấy tháng gần đây, và Trinh sử dụng kiểu phải rén cứ sợ nó hết đó mọi người. Đầu tiên là cái chất kem của nó, sở dĩ Trinh chọn em này vào trong cái quy trình dưỡng da trước khi tập gym là tại vì cái chất kem của nó không có để lại một cái lớp bóng dầu, nó hơi kiểu lì một chút xíu nhưng mà nó lại thấm rất là nhanh, nó cung cấp một cái độ ẩm cũng tốt và vừa phải thôi. Và đặc biệt là cái màu kem của nó hơi ngã vàng chứ nó không có bị trắng bệch. Mọi người đi tập gym mà mọi người cũng muốn kiểu da dẻ của mình đều màu hơn một chút xíu, đẹp đẽ hơn một chút xíu rồi, nên là khi mà sử dụng em này á, thì mọi người có thể bỏ qua được cái bước cushion luôn. Và thật sự Trinh cũng không hiểu tại sao có những bạn mà có thể đánh cushion, kem nền, make up các kiểu để mà đi tập gym, Trinh không thể nào làm được chuyện đó. Cái này thì giá của nó hơi cao một chút xíu, nhưng mà Trinh thấy rất là đáng đồng tiền bát gạo luôn. Đối với những cái chiết xuất rất là lành tính, đối với cái chất kem rất ổn, cái màu tông rất tự nhiên, nên là Trinh cũng rất highly recommend. Bây giờ thôi, Trinh phải wrap up cái video này, chuẩn bị đồ để mà đi tập đây. Sau đó thì Trinh sẽ gặp mọi người ở trong phòng gym nha. Bye. Oh.